Em chào các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu một con máy gọi là siêu VIP. Nó là chạy rất là êm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó chống tâm được 1000 485 x 1000. Đây. Nghĩa là con máy này nó thuộc về dạng hộp số to và siêu trường siêu trọng. Đấy, nước sơn thì còn ok hết nhá. Đấy, thì sau đây thì em sẽ cho các con xem. Quan trọng là nó còn rất là mới. Cái phần băng bi cơ mà chạy nó êm lắm. Đấy. Đây. Đây là phần bảng điều khiển. Đây là phần của bảng điều khiển. Rất là ok. Đấy, sau khi đã được lau chùi chà rửa xong là đã rất là ok. Đấy. Nước sơn này còn ok quá nhá. Đấy. Nước sơn này còn ok nhá. Chạy rất êm. Đấy. Băng trượt còn rất mới. Băng trượt còn mới này. Đấy. Băng trượt mới thì đi đôi với vít me nó còn mới nha. Còn nguyên bản hết, chưa bị hao mòn. Đấy. Rất đẹp. Tu xích còn ok này. Đấy, các bác thấy không? Tu xích còn ok này. Đấy, thì sau đây giữa sự khác mang nhau, các bác thấy này, ví dụ như con máy này là con máy Hawa 480 x 1000. Các bác thấy hộp số nó bự không? Giá tiền con này nó khoảng hơn 100 triệu một tí thôi. Nhưng mà đây là con máy tiện Blue Line. Đấy, con này là 180 triệu, hiện tại bên em đang bán. Nhưng mà các bác thấy là hai cái đầu hộp số nó rất là bự nhá. Đấy, con Hawa trong nó bự gần như là gấp rưỡi con Blue Line. Đấy, đây là sự so sánh này nhá. Đấy, nhưng mà cái nhông của con Blue Line thì nó bự lắm. Và con này em lại mới thấy con này nó gặp nó bự hơn nữa. Thì sau đây thì em xin đo cái kích thước và chạy máy cho các bác nhé. Hết tốc là của nó là tới 1500 cơ. 1500. Con này nó 1500 cơ. Đây, các bác này. Đo cái hộp số này. Đấy. Đây cái hộp số này ví dụ như là 680 này. Đấy, để quên nhá, giữ quên, giữ quên. Đây 680. Và đo thử con Blue Line này. Con Blue Line này á thì nó chỉ còn 600 thôi. 600 thôi. Đấy. Nghĩa là nó rộng hơn là 8 tấc. Nó rộng hơn đến 80 phân lận. Đấy các bác ha. Mà giá tiền ấy thì của con này hiện tại bây giờ em đang bán 110 triệu. 110 triệu cho con máy bự này. Đấy, mà trong khi đó con này đang là 180 triệu. Đấy, máy Blue Line tại vì bán được thương hiệu. Đấy thì sau đây em xin chạy tất cả các số lớn nhỏ, lớn bé hết ở trong con máy này cho các bác xem. Từ số nhỏ đến số lớn. Thì trước hết thì bây giờ em sẽ chạy gen hoặc là chạy tự động cho các bác xem con máy này nhé. Đây, bây giờ vít me chưa chạy này, bây giờ em chạy đây. Đây. Đây ha. Đấy ha. Đây. Đây là phần chạy này. Đấy. Rồi sau khi chạy cho đó thì ABCD đây hết nha. Đây, đây sau khi thì mình bật máy thì mình sẽ gạt nút này ha. Đây, nút này là nó chạy gen này. Đây. Đấy, này chạy tự động này. Đấy, gạt lên trên nó chạy gen này, gạt lên. Đấy, gạt lên trên chạy gen này. Ở dưới chạy tự động này. Đấy, bây giờ em chạy tự động trước nha. Quay bàn này tới tí. Rồi tắt máy đi. Rồi, tắt máy cái để em sang số khác nha. Sang số nó lớn hơn tí. Rồi bật máy chạy. Rồi. Ở đây á. Kéo ra hết rồi. Cầm này đi. Đây các bác à. Thì mình đang chạy tự động thì mình chơi thằng này ha. Đây. Chạy tự động này. Chạy tự động bàn này. Còn vật về đây hết. Chạy tự động bàn này. Các bác nhớ nè, vật lên trên. Vào đây, xuống này, chạy tự động bàn này. Gạt ra. Gạt ra. Giật ra, chạy đây, chạy tự động bàn này. Các bác ha.
Đấy. Rồi, bây giờ em về mo nhá. Em về mo kể cả đây nhá. Này nè. Thì em cũng đảo chiều nhá. Đảo chiều được này. Đây đảo chiều này. Công tác đảo chiều bên này nhá. Này, đảo chiều. Đấy, đảo chiều này. Đảo chiều. Đấy, đảo chiều đây nhá. Rồi, sau khi đảo chiều đây. Đảo chiều đây. Sau khi đảo chiều xong thì bây giờ cầm đèn đấy nhá. Qua đây để em cho chạy gen này. Đây, đây chạy gen nhá. Rồi. Chạy gen này thì yêu cầu cái này về mo. Về mo này bấm lên nút này nó chạy này. Đấy. Đang chạy gen này. Chiếc này lại. Đấy. Chạy gen nhá. Rồi, thao tác chạy gen đã xong. Thì bây giờ em sẽ xin là em tắt máy đi để em chạy từng số. Đây, bây giờ là đang là 75 này. Em sẽ chạy số 65 nhá. Rồi, chạy đi. Ok, 65 này. À 25 này. Rồi tắt máy. Rồi đạp thắng. Em quay số khác này. Đây, quay này không ấy thì mình lắc qua cái ha. Rồi. Thế đây là 55. Chạy đi. 55, đúng rồi. Ok, tắt máy. Rồi chạy đi. Đây là 165, 160. Tắt máy. Thắng lại. Cho 1.500 luôn này. Lắc nó cái. Rồi 1.500. Quá êm luôn. 1.500. Tuyệt vời luôn. Rồi tắt máy 1.500, ok. 1.500. Đấy, thắng lại, thắng đứng cứng ngắc luôn. Rồi bây giờ cho sẽ 500 này. Rồi chạy đi 500. Đây số 500 nhá. Đây 500. Ok. Rồi số 690 này. Rồi số này 230 chạy đi. Ok. Rồi. Thắng đi. Rồi. Rồi 690. Quá êm luôn. Rồi. Ngưng. Số này là 1.000, từ từ nhá. Rồi 1.005. Quá êm luôn. Rồi tắt. Rồi bây giờ 350 này. Rồi chạy 350. Ok. Rồi. Anh thử chạy trong 3 giây đấy tắt luôn nhá. Cho nó nhanh, thao tác để lâu lắm. Rồi 38 chạy. 38 vòng phút. Tắt đi. Cứ chạy trong 3 giây là tự tắt từ từ nhá. Rồi. Số này 101, 115. Tắt. Rồi, số này là hết rồi nhá. Rồi. Đây là số này hết rồi nhá. Chưa vào số vào chạy là chết rồi. Đấy, số này là số hết rồi nhá. Rồi chạy đi. Đây là số 75 vòng phút nhá. Rồi. Tại vì em đứng xa máy quá nên là phải nhờ bác kỹ thuật phụ đèn. Rồi, bây giờ em sẽ đo kích thước máy cho bác xem nhá. Tắt máy. Rồi, đo đi.
từ này để em sang bên kia em đo. Đây nhá, về nội dung con máy này rất là bự, đẹp này, rất là bự đẹp nhá. Con này phải nói là tuyệt vời, là hộp số bự cho bá lửa luôn. Đây, cái này là 275 mm nhân đôi lên là 7714 là 15 là được 550, qua băng 550. Rồi. Đo đường kính mâm cặp, đường kính mâm cặp. Đường kính mâm cặp 270. 270, ok. Rồi. Bản dao mới chắc luôn. À 145 qua bản dao. 145 qua bản dao. Rồi. Đây là 1.100 nha. Đây, 1.000 này. Đây là 1.004 phân này. Đấy. Còn khúc dư đầy khúc nữa nha. Dư đầy khúc nữa thì đây. Đó là. Đấy. Rồi, ok. Con máy chống tâm 1.000 đã xong. Nhưng mà được cái nước sơn này còn rất là ok các bác nhá. Đấy. Nước sơn các bác thấy là ok này. Đấy. Nước sơn ok. Rất ít những con mà nước sơn nó còn bóng bẩy này, nhưng em chưa lau chùi được kịp nữa cơ. Đấy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em, số điện thoại trên màn hình nhá. Em cảm ơn.